Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình là Thảo Trần. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bài biên đạo mới, đấy là bài Thằng Cuội. Các bạn yêu thích những đường nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối với những bài tập mới nhất và ủng hộ kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Bây giờ chúng mình sẽ vào tổ hợp thứ nhất của bài. Các bạn chú ý và tập theo từng nhịp đếm của mình luôn nhé. Các bạn sẽ để tay ngang ngực và các bạn sẽ xoay vòng đi lên trước 4 nhịp, đi bằng chân phải trước. 1, 2, 3, 4 nhún chân trái. Và bây giờ các bạn sẽ lùi về 4 nhịp, lùi chân trái nhé. Hai tay các bạn sẽ vòng từ chân cao xuống. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo các bạn sẽ bước chân phải sang phải và trụ lên chân phải. Hai tay các bạn sẽ mở chữ V nhé. 1, 2. Bây giờ các bạn sẽ chuyển trụ sang chân trái và hai tay các bạn chống hông. 3, 4. Tiếp theo các bạn bước chân phải lên trước một bước và mở tay chữ V. 5. Bước chân trái lên bằng chân phải và mở tay chữ V. 6. Bây giờ hai tay các bạn vòng trên cao và các bạn nhảy xuống nhé, một bước. 7. Nhảy tiếp một lần nữa. 8. Và bây giờ sẽ là tổ hợp thứ hai. Tay trái chống hông, tay phải các bạn để ở trên miệng nhé, các bạn nhún chân. 1, 2. Và bây giờ các bạn sẽ có 4 nhịp chân đi sang phải. Hai tay các bạn sẽ đưa chéo từ trên cao vòng xuống. 1, 2, 3, 4. Tương tự bây giờ tay phải chống hông, tay trái các bạn để trên miệng, các bạn sẽ nhún. 2, 2. Và tương tự các bạn sẽ đi sang trái 4 nhịp chân. 2, 2, 3, 4. Tổ hợp tiếp theo các bạn sẽ lặp lại tổ hợp thứ nhất. Mình sẽ không lặp lại nữa nhé. Và bây giờ sẽ là tổ hợp thứ ba. Các bạn trụ lên chân phải, chống chân trái lên. Tay trái các bạn sẽ để vuông góc ở trước ngực. Và tay phải các bạn sẽ đưa thẳng ở dưới, rồi đưa thẳng lên trên. Nào, các bạn cùng mình vào nhịp đếm nhé. 1, 2, 3, 4. Bây giờ các bạn sẽ dùng hai tay. 5, 6, 7, 8. Và các bạn đổi bên luôn nhé. Chống chân phải lên và trụ lên chân trái. 2, 2, 3, 4. Tiếp tục hai tay nào. 5, 6, 7, 8. Đổi bên nào. Lặp lại nhé. 3, 2, 3, 4. Hai tay. 5, 6, 7, 8. Tiếp tục đổi bên một lần nữa. 4, 2, 3, 4. Hai tay nào. 5, 6, 7, 8. Các bạn đưa về. Và tổ hợp thứ tư, các bạn bước chân phải sang phải. Hai tay các bạn sẽ để sau gáy nhé. Các bạn sẽ nhún hai lần. 1, 2. Bước chân trái sang phải. Tay trái thẳng và tay phải các bạn gập khỉu nhé. Các bạn nhún hai lần. 3, 4. Và tiếp tục. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ ngược lại, các bạn đổi tay và đi sang trái nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo các bạn bước chân phải lên trước một bước, tay phải các bạn đưa vuông góc trước ngực. 1, 2. Bước chân trái lên bằng chân phải, tay đưa vuông góc trước ngực. 3, 4. Các bạn lùi chân phải ra sau một bước và hai tay các bạn đi sau gáy. 5, 6. Lùi chân trái ra sau và hai tay ra ngang. 7, 8. Lần thứ hai nhé. 2, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Các bạn sẽ nhảy cao lên, hai tay vòng từ trên cao xuống nhé. 1, 2, 3, 4. Tổ hợp thứ 5. Các bạn bước chân phải sang phải, trụ lên chân phải, chân trái đứng bằng mũi bên chân nhé. Các bạn đưa tay từ trên cao xuống.
1, 2, 3, 4 và đổi bên nào. 5, 6, 7, 8. Bây giờ các bạn sẽ có 4 nhịp chân đi lên. Các bạn đi chân phải trước nhé. 2, 2, 3, 4. Bây giờ các bạn sẽ lùi chân trái. Tay các bạn đánh chân cao. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ sẽ tổ hợp thứ 6. Tổ hợp thứ 6 sẽ lặp lại động tác của tổ hợp thứ 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 2, 2. 2, 2, 3, 4. Và bây giờ sẽ là tổ hợp thứ 7. Các bạn bước chân phải ra nhé, tương tự. 1, 2, 3, 4. Đổi bên nào. 5, 6, 7, 8. Bây giờ các bạn sẽ đi lên trước 4 nhịp chân, đi chân phải trước. 2, 2, 3, 4. Các bạn lùi chân trái về nhé. Và hai tay các bạn đưa từ trên cao xuống. 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp này sẽ lặp lại 2 lần. Bây giờ mình sẽ đi lại lần thứ 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ mình sẽ tập hướng này để bạn dễ nhìn hơn nhé. Tổ hợp thứ nhất. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Tổ hợp thứ hai. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 2, 3, 4. Tổ hợp thứ ba sẽ lặp lại tổ hợp thứ nhất, mình sẽ không đi lại nữa nhé. Và tổ hợp tiếp theo sẽ lặp lại tổ hợp thứ nhất, mình sẽ không đi lại nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn nhảy lên nhé. 1, 2, 3, 4. Và tổ hợp thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn đi lên trước nào. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp tiếp theo sẽ lặp lại tổ hợp thứ 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 2, 3, 4. Và tổ hợp cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần thứ 2 nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài tập của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.